Em Sơn Cá Rồng Quảng Nam xin chào mọi người nha. Đó thì hôm nay cũng là một series giao hồ đó, nhưng mà hôm nay thêm một cái là em sẽ chuyển một cái hồ cũ của anh khách đó. Cái hồ này cũng là mua bên em thôi, 1m2 60 60, nuôi được 2 năm rồi, còn nuôi em bói nha. Đó thì bây giờ em sẽ qua bên đây xử lý cái hồ này rồi vận chuyển hồ này về bên nhà mới cho anh nha. Rồi sau khi hút nước ra hết rồi đó thì bây giờ sẽ lấy cái lọc ra nha mọi người nha. Đó. Rồi bắt đầu cho xuống xe và đẩy đi. Cái hẻm này nó hơi nhỏ, cái xe tải nó không thể vô được, nên thôi anh em đẩy ra cho nó nhanh đó. Rồi về nhà mới thôi. Rồi đây là cái hồ mới mà anh đặt mới đặt với anh em nha. Cái này thì là 1m33 60 68 đó, thì cũng dán được canh trắng giống như hồ này luôn mà chơi huyết nha mọi người nha. Đó thì bây giờ sẽ đưa cái hồ cũ này lên xe và chở về nhà mới luôn nha, chung một chuyến luôn. Đó, cái này 1m2 60 60, còn cái này là 1m33 60 68. Thì cái hồ đó cũng làm cũng hơn 2 năm rồi, cái này cũng là kiểu cũ rồi thì cái lọc nó cũng thường thôi. Thì đây thì hồ này thì nó là mới đây đó, kiểu anh em làm thường bây giờ nè, có bả keo toàn bộ hết ha, tối khi tích phân đó. Nói chung thì cái hồ mới thì nó sẽ đẹp hơn cây cũ nha mọi người nha. Đó. Nó cũng làm chắc chắn hơn. Hồ mới 33 60 68. Đó thì tới hẻm vô nhà mới nha mọi người nha. Đó thì từ vô, đường hơi nhỏ. Đó, đường hơi nhỏ nên phải qua từ từ vào. Từ từ anh ơi. Qua đi. Được rồi. Em chậm anh nha. Cũng vừa tới. Đây là em ở Lộc mà, đi anh đi. Đây là quốc lộ 50 nha, vừa qua Nguyễn Văn Linh thì nó là của huyện Bình Chánh nha. Tới đây. Có một đứa em ở dưới nó hỗ trợ dưới, em thì chỉnh đây đó. Hình quá cái gì cũng vừa đủ. Tới đây anh. Xuống rồi luôn đi, xuống mấy lần rồi được tin chứ. Rồi ok mọi người nha, đó thì hai cái hồ, đây cái hồ cũ nè, đây cái hồ mới đó, được đưa vào nhà mới rồi nha. Đó, đây là 1m33 60 68. Đó. Rồi thì giới tính thì em này cái hồ này thì 1m22 1m20 60 60, hồ cũng làm trên 2 năm rồi. Đó, thì đang nuôi em bói thì cũng tiếp tục nuôi em bói nha. Đó, thì đây thì sẽ thả thêm một em huyết và một em sam nha. Rồi dán chanh em ơi. Đó, thì ở cái hồ này anh chơi phun trắng luôn nha mọi người nha. Chanh cũng là chanh con rồng, cũng giống như con bên đây luôn. Đó. Nhưng mà sẽ nuôi một em huyết long. Rồi, cái tấm chanh đâu? Tấm chanh này đâu? Rồi. Tôi lấy cái bình nước á, chai xịt nước á. Rồi bây giờ sẽ setup lại cái hồ cũ nha. Đó. Đồng thời cũng sẽ setup luôn cái hồ mới để thả cá luôn trong hôm nay nha mọi người nha.
Rồi vừa về nhà mới thì trời mới lớn lắm mọi người ơi. Đó. Quá may mắn nha. Đây thì em cá cái hồ này ta xử lý nước xong nè. Bây giờ thì đang ngâm em bó này lại để thả này vào. Đó, thì đang đợi nước cái hồ này xong mình bắt đầu qua xử lý cái hồ mới này. Thì sẽ xả thả hai em sam được cái nha. Là một em huyết. Bắt đầu ta. Đây, một em huyết nha. Trong một cái á. Rồi. Người lớn quá trời luôn. Hơi quá, vừa hai cái hồ vừa xuyên vào nhà xong thì trời mưa lớn quá trời luôn nè. Rồi giờ anh bắt đầu kiểm tra pH cho mọi người nha. Đó thì sau khi bơm nước đầy qua thì đọc khoảng chút xíu. Đó, thì kiểm tra pH nha. Trước khi thả thì cả nó. Rồi màu xanh đẹp nha mọi người nha. Đó thì mình sẽ đối chiếu vô cái bảng này. Tầm 7.5 nha. Rồi bây giờ sẽ đầu tiếp tục ngâm cá và thả cá thôi. Đó, thì em này là bói full 2m cho mọi người nha, cũng là dòng fully bên em luôn. Đó, thì em nuôi cái hồ này cũng được vài tháng rồi. Thì lúc trước tôi nuôi một em, nhưng mà em đó đổi qua em này ha, đổi qua em này, một đó em khác chơi body đẹp hơn ha. Rồi đó, thì bây giờ sẽ bắt đầu ngâm cá và thả cá nha mọi người nha. Rồi và bên đây là một cái hồ mới ha mọi người ha. Đó thì em vừa xước vào cái lọc xong hết rồi, bây giờ đang tới rửa lọc ha. Đó thì có một vấn đề là khi mà chúng ta xử lý cái vật lọc mới, đặc biệt là đá đông vũ này nè, đó thì nó rất là dơ và nó rất là đục nước ha. Đó thì làm sao để mà chúng ta xử lý nước xử lý đông vũ để khi mà nước bơm lên hồ nó không còn bị đục nữa. Đó thì đây là cách mà em thường xử lý khi mà đi giao hồ ha mọi người ha. Đó thì cái đội đá đông vũ là đội đá bột, thì anh em càng chà càng rửa, mặc dù ngâm đi nữa 2-3 ngày nữa thì nó vẫn dơ ha, nó vẫn vô hồ, nó khi mà chúng ta động vào nó vẫn bị đục nước. Đó thì đây là cách em xử lý ha, đó là khi mà chúng ta sẽ dùng một đầu nước bơm vào và một cái ống hút ra nha mọi người nha. Đó thì đây là cái đầu nước em bơm vào nè, nó sẽ chảy qua lọc. Đó thì nó chảy qua đá ngăn đá đông vũ và làm cho nước đá đông vũ nó trong đi ha. Đến khi nào mà nó trong hẳn thì chúng ta sẽ ngừng ha. Đó thì đây là cái đầu hút ra nè. Đó, giống như là anh em cho nó chạy nước qua lọc vậy đó. Mặc dù chúng ta sẽ xả bỏ một lượng nước nhưng mà nó không đáng kể ha. Đó, chúng ta rửa nước sạch là ok rồi. Đó. Thì trong quá trình rửa anh em cứ động đậy như thế này cho nó ra hết cái bụi bụi mình ở lớp ngoài ha. Rồi cứ cho nước chảy qua gì đó. Đến khi nào nó trong lại là thôi. Đó, thì lát nó sẽ trong, em sẽ quay cho mọi người xem nha. Sao cô cái màu vừa rồi á, màu vừa rồi ok rồi chưa này, đó đó đúng rồi hơi nè, này nó cho ít á, đúng rồi hồi nè đẹp nè, nó hơi hồng xíu nó hơi hồng xíu nha. Mà còn nào nữa không, nó bao nhiêu màu? 400 độ cái này tới à. À cái này thì hơi dịu một chút, cái này thấy ok hơn nè anh nè. Ngã mình lưu nhiều hơn. Cái UV cái khoảng tím là UV. UV để trên hả? Màu vậy ta? Sao để UV mà UV không thấy UV kia. À. Đây mọi người ha, đó thì bây giờ đó nước đã trong hơn một chút xíu rồi nè. Đó thì chúng ta thêm một chút xíu nữa thì nó sẽ trong vắt rồi ha.
rồi chúng ta đã về nhà mới nha. Đó. Full Hermes. Rồi có thêm mấy em chép sư tử nè, xem nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Rồi còn cái hồ mới thì được lắp nhôm vào rồi nè, vừa lắp nhôm xong. Đó, lúc mà đang ngâm cá để thả ha, hai em Sam, một em đực và một em cái, một em full như red. Đó. Này sẽ bán 25 xăng nha mọi người nha. Đây anh cũng đổi một cái đèn rồi. Đây cho nó ra cô. Một cây theo hồ là cây đèn cao cui nha. Đó, cái này led hồng hay hàng bóng. Đó. Đây kiểm tra tua lọc thêm cái nữa. Rồi, khiên tinh phân, Zimat, sử. Đã đồng vũ ha. Rồi, ok. Rồi thả cá thôi. Rồi bộ hồ mình bắt 33 6068 nó hoàn thành nha mọi người nha. Đó, một em mới full red và hai em Sam. Đó, bộ hồ full phật vừa lọc cũng như là ốp nhôm trắng nha. Rồi bây giờ sẽ bàn giao bộ hồ lại cho anh. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.